cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo tổng hợp của các địa phương đến nay, diện tích đất dành xây dựng đô thị trong toàn tỉnh Hưng Yên đạt hơn 207 km2, chiếm hơn 22% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Một số đô thị, khu vực đô thị có diện tích lớn như thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hảo, khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm, khu vực phát triển đô thị huyện Văn Giang. Theo nghị quyết số 29 ngày 5 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đến năm 2030, diện tích đất dành cho xây dựng đô thị trong toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 240 km2. Với mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bên cạnh nhiệm vụ phát triển các đô thị toàn huyện, toàn tỉnh, thúc đẩy xây dựng chính quyền đô thị, văn minh đô thị, tỉnh Hưng Yên còn định hướng thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị quy mô lớn, hiện đại để tăng nhanh tỷ lệ đô thị hóa. Tỉnh Hưng Yên sẽ chỉ đạo đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng các khu đô thị lớn đã được phê duyệt như Ocean Park 2, Ocean Park, khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, khu đô thị phía đông sông Điện Biên, khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hùng Cường. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư hạ tầng các đô thị mới, các khu vực phát triển đô thị huyện Văn Lâm, Mỹ Hảo, Văn Giang, Yên Mỹ, Quái Châu. Phát triển các khu đô thị, bất động sản về phía Nam tỉnh, hướng đến thu hút nhân lực có tay nghề cao về làm việc và sinh sống. Thu hút đầu tư xây dựng khu đô thị, dịch vụ, thể thao quy mô gần 1.300 ha tại thành phố Hưng Yên. Khu đô thị bảo tồn văn hóa, phục dựng phố hiến cổ quy mô 1.800 ha. Khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam huyện Phủ Cử quy mô 1.500 ha. Khu đô thị Mưu quy mô 500 ha tại huyện Yên Mỹ. Khu đô thị Văn Giang hơn 460 ha. Đây đều là các đô thị xanh thông minh có quy mô vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Quy hoạch tỉnh cũng xác định chỉ tiêu đất để phát triển các khu đô thị đến năm 2030 là hơn 7.400 ha, tăng gần 5.500 ha so với năm 2020. Hà Nội sau 70 năm ngày giải phóng, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, vừa bảo tồn những giá trị truyền thống, vừa mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên hiện đại hóa và phát triển. Sau 70 năm, thủ đô Hà Nội không chỉ phát triển về quy mô mà còn lột xác về hạ tầng đô thị. Hà Nội đã trở thành một đô thị hiện đại với dân số tính từ đầu năm 2024 là 8,5 triệu người theo Tổng cục Thống kê. Nhiều khu đô thị mới, khu kinh tế mở đã ra đời như khu đô thị Ciputra, Thames City, Royal City, Vinhomes Riverside hay khu vực phía Tây Hà Nội, Từ Liêm, Cầu Giấy. Những tòa nhà chọc trời như Canh Nam, Lausanne đã thay thế những ngôi nhà nhỏ bé xưa kia, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho thủ đô. Bên cạnh khu vực trung tâm như Hồ Gươm, Ba Đình và giữ được nét cổ kính là các quận mới như Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đông Anh đã phát triển thành những đô thị hiện đại, đồng bộ. Giao thông hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt thành phố. Các công trình như cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, đường Vành Đai 2, đường Vành Đai 3 và các tuyến đường sắt đô thị như Cát Linh, Hà Đông, sân bay quốc tế Nội Bài mở rộng đã được hoàn thành và đưa vào khai thác. Nhờ đó, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, tình trạng ùn tắc giao thông được cải thiện. Giao thương thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Hà Nội cũng tập trung phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn. Về nhà ở, trong những năm qua, thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch, đề án về việc phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư. Cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ thủ đô cũng phát triển mạnh mẽ. Các trung tâm thương mại hiện đại như Vincom, Aeon Mall, Lotte cùng với các siêu thị cửa hàng tiện lợi khắp các quận huyện đã dần bổ sung và thay thế cho những khu chợ truyền thống. Hạ tầng công nghệ thông tin cũng được đẩy mạnh. Hà Nội là một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu của Việt Nam. Thành phố đã đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ, phát triển các khu công nghệ cao và các trung tâm nghiên cứu sáng tạo. Với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, các trường đại học danh tiếng và những nhân tài trẻ đầy sáng tạo, Hà Nội là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh đó, Hà Nội đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi số với mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận tiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu, hoàn thành gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội trong tháng 10. Nguồn lực của gói tín dụng này lấy từ ngân sách địa phương và khoảng 15.000 tỷ đồng phát hành trái phiếu chính phủ. Như vậy, vốn của gói 30.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước khác với nguồn lực gói 120.000 tỷ đồng do các ngân hàng thương mại tham gia hỗ trợ. Trước đó, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội triển khai từ tháng 4 năm 2023 với lãi suất chưa thực sự ưu đãi. Áp dụng thời gian ngắn sau đó thả nổi nên ít người vay khiến gói vay này có nguy cơ thất bại. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, sau hơn 1 năm triển khai giải ngân gói 120.000 tỷ đồng vẫn rất thấp, gần 1%, tức khoảng 1.344 tỷ đồng. Trong số này, 1.295 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 12 dự án, còn lại là người mua nhà. Ngoài 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, hiện có thêm TPBank, VIB Bank, MBBank và Techcombank tham gia với số tiền 5.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng, nâng tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất lên 140.000 tỷ đồng. Theo nhiều chuyên gia, việc có thêm gói ưu đãi về nhà ở xã hội chưa cần thiết, trong khi gói tín dụng cũ giải ngân chậm. Theo luật nhà ở năm 2023, quy hoạch quỹ đất nhà ở xã hội thuộc trách nhiệm của từng địa phương, không chỉ giải quyết được bất cập về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cho chủ đầu tư mà còn có lợi cho người mua nhà. Bởi qua việc nắm rõ thông tin về nhu cầu của người dân, địa phương sẽ có chính sách phát triển nhà ở, bố trí quỹ đất thực sự phù hợp. Bên cạnh đó, luật cũng quy định chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ đất của dự án, không phải thực hiện các thủ tục liên quan đến xác định giá đất hay thủ tục xin miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, thực hiện dự án. Theo các chuyên gia, trước mắt cần đẩy nhanh pháp lý tăng nguồn cung nhà ở xã hội và sửa gói tín dụng cũ với lãi suất ưu đãi hơn thay vì xây dựng gói mới. Trước tình trạng giá nhà liên tục tăng cao, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã khiến nhiều người trẻ phải lựa chọn mua nhà trước hay kết hôn và lập gia đình trước trên các trang diễn đàn bất động sản với các căn hộ chung cư đã qua sử dụng tại các quận trung tâm như Đống Đa, Thanh Xuân hiện đang được giao bán với giá gần 80 triệu đồng một mét vuông. Còn xa trung tâm hơn một chút là các quận Bắc Từ Liêm, Gia Lâm cũng có giá trên 50 triệu đồng một mét vuông. Có thể thấy hiện giá nhà đang tăng phi lý quá cao so với thu nhập của đại bộ phận người dân, khiến ước mơ mua nhà của các bạn trẻ trở nên xa vời. Không chỉ giá nhà tăng mà giá thuê các căn phòng trọ tại Hà Nội cũng tăng cao. Tại các quận trung tâm, căn phòng trọ chung cư mini có diện tích khoảng 15 m2, được chủ nhà giới thiệu có đầy đủ các tiện ích về phòng cháy chữa cháy, cũng có giá khoảng 4 triệu đồng một tháng. Để đáp ứng nhu cầu ở thực cho người dân, hạn chế tình trạng giá nhà tăng cao phi lý, nhiều chuyên gia cho rằng cần thiết phải có những giải pháp trong việc quản lý giá với thị trường bất động sản, đồng thời đẩy mạnh khơi thông phát triển nhà ở xã hội, không chỉ đáp ứng nhu cầu người trẻ mà cả người thu nhập thấp. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, với mặt bằng thu nhập hiện tại, phần lớn người trẻ khó tiếp cận với các dự án cao cấp. Do đó, để sở hữu sớm nhà ở khi vốn tích lũy còn mỏng, người trẻ cũng cần chọn lựa bất động sản phù hợp với khả năng tài chính, đồng thời có thể tận dụng thời điểm lãi suất vay mua nhà giảm, kết hợp với chính sách ưu đãi của chủ đầu tư để giảm bớt áp lực tài chính. Bên cạnh đó, với sự nhạy bén, đa năng, sẵn sàng làm nhiều việc để gia tăng thu nhập, sẽ là yếu tố quan trọng giúp người trẻ sớm hiện thực hóa giấc mơ có nhà ở tại đô thị.